Xin chào các bạn, sau một thời gian khám phá và tìm hiểu thì mình đã chuyển sang sử dụng ứng dụng Việt Nam Ngày Nay. Ứng dụng này đổi thưởng và đổi thẻ rất là uy tín. Sau đây mình sẽ đổi thưởng một cái thẻ cào Viettel cho các bạn xem. Anh nhanh tay thì làm nhá. Ở nhà làm được rồi thì CMT ở dưới cho các bạn sau đỡ phải nạp bất công. Các bạn có thể đổi thẻ mọi lúc mọi nơi, đổi rất là nhanh chóng, đổi phát được luôn. Đó, thẻ cào đây này, thẻ cào Viettel nhá. Nạp được thì thông báo cho người sau đỡ mất công nạp. Thẻ này mình chưa nạp đâu. Ngoài ra các bạn có thể đổi các vật phẩm, đổi quà đây này. Nếu không đổi thẻ các bạn đổi quà đây. Có rất nhiều quà, điện thoại. Rất hữu ích, xe máy đây này. Xe máy này là vé, không phải là dùng xu để đổi thưởng được. Với ứng dụng này mình cũng đã đổi được khá là nhiều thẻ rồi. Và đầu tiên các bạn sẽ vào phần cá nhân để làm nhiệm vụ lính mới. Nếu không thấy các bạn sẽ vào phần chiến lược kiếm tiền. Làm nhiệm vụ lính mới rất là đơn giản nên các bạn phải làm đầu tiên. Đây, nhiệm vụ lính mới. Cái vật tà thì mình nói rồi. Đây, các bạn sẽ gói lì xì độc báo. Làm này mấy cái này rất là nhanh. Làm cái này xong các bạn sẽ nhận được 8.000 đồng rất là đơn giản. Nên mình đã làm rồi. Bây giờ là mình sẽ quay trở lại phần kiếm xu. Và tiếp theo các bạn sẽ làm gì để kiếm xu? Ở đây có rất nhiều cách để kiếm xu. Như điểm danh hàng ngày này. Các bạn điểm danh hàng ngày sẽ nhận được một số xu ở đây. Và đây là kiếm 3 triệu xu, nó là mời bạn bè, chia sẻ cho bạn bè. Các bạn rủ càng nhiều thì các bạn càng được nhiều xu. Ở đây nhẹ nhàng kiếm xu ở đây. Các bạn vào đây để làm nhiệm vụ. 80 xu này. Tải và chơi tới level 5. 15 xu. Có rất nhiều nhiệm vụ để cho các bạn kiếm xu. Ai có thời gian thì các bạn sẽ kiếm được rất là nhiều xu ở đây. Và đọc báo kiếm xu. Đọc báo kiếm xu rất là đơn giản. Nhiệm vụ kiếm xu. Và ở dưới này các bạn sẽ có một số trò chơi để kiếm xu. Thú vui kiếm xu này. Dự đoán cực vui này. Vua may mắn này. Game. Các bạn vẫn chưa hiểu thì các bạn có thể vào chỗ cá nhân và chỗ chiến lược kiếm tiền để học hỏi thêm cách kiếm xu. Xu để làm gì, xu dùng để làm gì. Điểm danh, nhiệm vụ lính mới. Đọc báo dù bạn làm nhiệm vụ nuôi cây phát tài. Mình sẽ nói qua các bạn về cây phát tài này. Cây phát tài này nó sẽ cho các bạn cũng khá xu. Khi các bạn đọc báo trong một vài phút gì đấy thì nó sẽ nhận được xu. Và cây phát tài kia nó sẽ tăng thêm xu cho các bạn theo level của cây và phần trăm của cây. Ví dụ như cây phát tài của mình là đang level 9. À mình xin lỗi, nó là level 8. Các bạn sẽ tăng thêm 80% nữa. Đây, mình nhận đây rồi. Bây giờ mình sẽ đi đọc báo để cho các bạn xem. Các bạn đọc một bài báo bất kỳ. Nhớ là bài báo nha, chứ không phải quảng cáo. Đây các bạn kéo xuống một tí thôi. Nếu mà có quà nó sẽ hiện ở góc này. Góc này. Đó, lì xì rồi. Nó sẽ ra ngẫu nhiên, một là lì xì, hai là dương quay thưởng. Và ba là vé dự thưởng nhận xe may mắn. Cái vé xe may mắn thì các bạn nên bỏ qua vì nó rất là khó trúng.
Bây giờ mình sẽ vào lì xì cho các bạn xem. Rồi vào bấm nhận thưởng. Đó, vào cái phân đài để nhận thêm. Bây giờ mình sẽ bấm vào. Đó, 35 xu. Khi thấy lì xì các bạn nhận ngay thì nó sẽ được ít, còn để lâu lâu thì nó sẽ được nhiều hơn. Khi cái cây phát tài này lên level càng cao thì các bạn sẽ nhận được càng nhiều xu. Số phần trăm tăng xu này nó sẽ thêm nhiều hơn nữa. Và làm sao để cho cây này nó tăng cấp thì các bạn vào cách trồng cây. Đấy, nó sẽ hướng dẫn cho các bạn. Chỉ vậy thôi, rất là đơn giản. Xin chào các bạn và chúc các bạn thành công kiếm thật nhiều xu.